Chu Biden nhận tin cực sốc ngay trước giờ đọc thông điệp liên bang. Các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo cùng nhau kiện EPA vì quy định mới về bụi mịn carbon. Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả gần xa đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 8 tháng 3 năm 2024 trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, xin quý vị hãy bấm đăng ký để ủng hộ Emily và cộng sự. Và xin quý vị hãy cho video này một like và chia sẻ nếu quý vị thấy hay. Quý vị thân mến, chỉ còn vài giờ nữa là ông John Đình sẽ đọc thông điệp liên bang. Trong khoảnh khắc lịch sử đó, nữ dân biểu Đảng Cộng hòa Harriet Hatcherman đã làm cho Đình một phen hú vía, bà đã đứng lên tố cáo gia đình tham nhũng Chu Baden, nói rằng gia đình của ông ta, Hunter Đình và những người còn lại đều tham nhũng trên thực tế, ông tham nhũng hơn bất kỳ ai trong nền chính trị Mỹ trước đây. Bà nói, tôi tin rằng đây là gia đình tham nhũng nhất từng nắm giữ quyền lực trong lịch sử của đất nước này. Chúng ta đang nói về mức độ tham nhũng vượt xa những gì chúng ta từng thấy ở các nhà lãnh đạo chính trị trước đây. Bình luận của bà được đưa ra ngay sau khi bà tham gia vào cuộc điều tra hạ viện đối với hành tờ Biden về việc liệu Joe Biden có phạm những tội có thể bị luận tội hay không. Hatcherman, đã được cử tri bang của cô ấy chọn trong một cuộc chiến lông trời lỡ đất theo đúng nghĩa đen để thay thế dân biểu Liz Cheney bị loại trong cuộc bầu cử vừa qua. Cheney không chỉ có nhiệm kỳ trong quốc hội mà lẽ ra sẽ mang lại cho bà lợi thế bầu cử mà còn cả tên tuổi quyền lực của bà trong giới GOP. Nhưng bà ấy có một thất bại. Bà ấy rõ ràng là kẻ thù của Tổng thống Donald Trump thông đồng với các đảng viên đảng Dân Chủ và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để đưa ra một bài tương thuật về cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol nhằm vào Trump. Báo cáo giải thích, Hatcherman xác nhận cuộc phỏng vấn Hunter Biden bao gồm các câu hỏi về tình trạng nghiện cocaine của anh ta khi anh ta phục vụ trong hội đồng quản trị của công ty năng lượng Ukraine Burisma với mức lương khoảng 1 triệu đô một năm. Hatcherman cho biết, bà nhận thấy lời khai của Hunter Biden làm sáng tỏ rằng anh ta đang tích cực chiến đấu với chứng nghiện lạm dụng chất kích thích, trong khi tích cực phục vụ Burisma trước sự hiểu biết đầy đủ của các thành viên hội đồng quản trị của anh ta, trong khi cha anh ta đang giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ. Bà và những người khác đã cáo buộc Biden bị các lợi ích nước ngoài làm hư hỏng thông qua những gì được mô tả là một doanh nghiệp bán hàng rong có ảnh hưởng do gia đình thành lập đổi lại hàng triệu đô la, những lợi ích nước ngoài đó sẽ được tiếp cận với Biden, với tư cách là phó tổng thống cho Barack Obama và sau đó là tổng thống. Ông thường nói chuyện với những người tham gia vào các thương vụ tài chính của Hunter Biden. Các nhà điều tra của Hạ viện đã xác nhận rằng gia đình Joe Biden đã nhận hàng triệu đô la. Hachemann nghi ngờ về các khoản thanh toán khổng lồ của Burisma cho Hunter Biden, người cha của ông khi đó đang xử lý chính sách Mỹ, Ukraine cho Obama. Ai trả cho một người mắc chứng nghiện ngập nặng như thế này 1 triệu đô la mỗi năm để tham gia hội đồng quản trị ở một quốc gia mà bạn thậm chí không nói được ngôn ngữ? Bạn sẽ không trả cho một kẻ khốn nạn 1 triệu đô la một năm để tham gia hội đồng quản trị ở nước ngoài trừ khi bạn nhận được thứ gì đó. Thưa quý vị, gia đình Biden nhiều lần khẳng định Joe Biden không tham gia về mặt tài chính vào các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden. Hartman tiết lộ, Tôi biết rằng ông ấy mắc chứng mất trí nhớ và đó là một phần của vấn đề, nhưng tôi nghĩ một phần của vấn đề là ông ấy là kẻ nói dối. Phần lớn câu hỏi của Hartmann về Hunter Biden tập trung vào chứng nghiện cocaine của anh ta và kết quả. Hartmann hỏi Hunter Biden liệu anh ta có trách nhiệm ủy thác trong việc thông báo cho công ty về chứng nghiện của mình hay là không. Hunter Biden trả lại câu hỏi cho Hartman, hỏi cô ấy liệu mọi người đang hồi phục hoặc nghiện rượu có nên từ chức ngay lập tức hay không. Hartman nói với ấn phẩm, anh ấy có nghĩa vụ ủy thác phải thông báo cho họ, mọi người đều hiểu điều đó. Bạn không thể là một kẻ nghiện crack điên cuồng và mong kiếm được một triệu đô mỗi năm trên bảng khi bạn đã chăn ngấy bầu bí của mình. Hunter Biden thực sự đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về súng liên quan đến vấn đề nghiện ngập, vì anh ta mua một khẩu súng nói rằng anh ta không bị ảnh hưởng bởi ma túy. Tuy nhiên, trong cuốn sách của mình, anh khẳng định rằng tại thời điểm mua hàng, anh đã bị nghiện. Nói dối theo hình thức liên bang, đó là một tội ác. Trong cuộc phỏng vấn, bà cũng trích dẫn điều mà nhiều người coi là một cuộc tấn công toàn diện vào Tổng thống Donald Trump bởi một chính phủ liên bang được vũ khí hóa. Bà cho biết không có cáo buộc hình sự nào trong số 91 cáo buộc hình sự chống lại Trump trong một số trường hợp khác nhau là hợp pháp. Chúng ta không thể có một hệ thống tư pháp đối xử với Hunter Biden theo cách này và Donald Trump Jr. theo cách khác. Chúng ta sẽ không tồn tại với tư cách là một nước cộng hòa. Nó sẽ xé nát đất nước này. Các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo cùng nhau kiện EPA vì quy định mới về bụi mịn carbon. Các tổng trưởng lý của tiểu bang Kentucky và West Virginia đang dẫn đầu 24 tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo trong một vụ kiện thách thức quy định mới từ cơ quan bảo vệ môi trường EPA. Vì cơ quan này đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn trong việc chống ô nhiễm bụi mịn carbon. Họ đưa ra lo ngại rằng giới hạn cao hơn về bụi mịn carbon sẽ buộc các công ty Mỹ phải đưa việc sản xuất ra hải ngoại. Thưa quý vị, tiêu chuẩn mới được công bố hôm ngày 7 tháng 2 đã yêu cầu giảm mức ô nhiễm bụi mịn carbon tối đa được cho phép từ 12 microgram dưới thời ông Obama xuống còn 9 microgam trên một mét khối không khí. Theo EPA, quy định này được dự đoán sẽ cứu được nhiều mạng sống và ước tính giúp ngăn ngừa tới 4.500 ca tử vong sớm và 290.000 ngày làm việc bị hao hụt vào năm 2032. Quy định chặt chẽ này đã nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo các tổ chức môi trường, chẳng hạn như Chủ tịch Tổ chức Bất Vụ Lợi Earth Justice bà Arbitrage Dillon. Người tin rằng bụi bệnh carbon là kẻ giết người vì làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh tim, hen suyễn và các bệnh nghiêm trọng khác. Theo bà Dillon, tiêu chuẩn liên bang mới này sẽ cứu sống hàng ngàn người và tránh được 800.000 trường hợp có triệu chứng hen suyễn mỗi năm. Tiến sĩ Doris Brown, Chủ tịch thứ 118 của Hiệp hội Y khoa Quốc gia cũng tán dương tiêu chuẩn mới này, nói rằng đây là bước đầu tiên để kiềm chế ô nhiễm bụi mịn carbon, một chất gây ô nhiễm nguy hiểm và thậm chí gây tử vong mà đã gây ảnh hưởng xấu đến các cộng đồng, ít có tiếng nói và quá tải, vốn thiếu điều kiện đầy đủ để đối phó với những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe mà chất ô nhiễm này gây ra. Tuy nhiên, Tổng trưởng lý tiểu bang Kentucky, ông Russell Coleman, người dẫn đầu vụ kiện cùng với Tổng trưởng lý tiểu bang West Virginia, ông Patrick Morrissey tin rằng, tiêu chuẩn mới này sẽ gây tổn hại cho nhiều người Mỹ bình thường đang cố gắng kiếm sống để tru cấp cho gia đình của họ. Ông Coleman nói, quy định mới của EPA liên quan nhiều đến việc thúc đẩy nghị trình xanh cấp tiến của Joe Biden hơn là bảo vệ sức khỏe hoặc môi trường của người dân Kentucky. Ông nói thêm, Quy định này sẽ khiến cho việc làm và đầu tư bị chuyển khỏi Kentucky và hải ngoại, khiến cho các chủ doanh nghiệp và các gia đình chăm chỉ phải chịu những hậu quả nặng nề. Theo EPA, quy định mới không áp đặt các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đối với các ngành cụ thể. Quy định này chỉ hạ thấp tiêu chuẩn hàng năm về bụi mịn carbon để đảm bảo chất lượng không khí tổng thể. Cơ quan chính phủ này cho biết họ sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu không khí để xác định các quận và khu vực nào không đáp ứng tiêu chuẩn mới. Các tiểu bang không đáp ứng tiêu chuẩn này sẽ có 18 tháng để xây dựng kế hoạch tuân thủ tiêu chuẩn. Bất kỳ tiểu bang nào bị phát hiện không đáp ứng những tiêu chuẩn về bụi mịn carbon mới vào năm 2032 đều có thể phải đối mặt với các hình phạt. EPA tuyên bố rằng 99% các quận sẽ có thể đáp ứng tiêu chuẩn hàng năm vốn đã được sửa đổi trước thời hạn dựa trên tiến độ hiện nay. Cơ quan này không đề cập đến các chi phí liên quan đến những việc cần làm để đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, những người chỉ trích quy định không đồng tình rằng mục tiêu đó có thể đạt được. Ohio, Indiana và West Virginia cùng với các tập đoàn kinh doanh khác và ngành thép đã thách thức tiêu chuẩn mới này, Tiêu chuẩn này hiện đang bị tạm dừng ở ít nhất hơn 10 tiểu bang vì những vụ kiện tại tòa án. Ngoài việc gọi tiêu chuẩn bụi mịn carbon thấp hơn một chút là một biện pháp gây tốn kém và không hiệu quả, các nhà phê bình còn cho rằng Hoa Kỳ hiện có một số tiêu chuẩn chất lượng không khí nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Thưa quý vị, vào tháng 1, thì Phòng Thương mại Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng ít nhất 43% tổng lượng khí thải dạng hạt là xuất phát từ những vụ cháy rừng và gọi tiêu chuẩn về bụi mịn carbon là công cụ sai lầm để giải quyết vấn đề này. Kentucky và West Virginia đang dẫn đầu vụ kiện, các tiểu bang khác cũng tham gia vào vụ kiện là Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota. Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và Wyoming. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV E-Post Time.